Hôm nay ngày 13 tháng 7 mình cũng có một clip nhỏ mình gửi lời chúc sức khỏe đó anh chị và các bạn nha. Đó, ngày 13 tháng 7 rồi, mình chào anh chị các bạn đã quay lại kênh của mình nha. Có vài món đồ nghề, có hôm nay vài món đồ nghề với mấy món đồ pin nha nè. Có mấy món đồ rất là giá trị, rất là đẹp, nhưng mà giá này cũng không có, giá thì cũng rất là cao nha, chứ không phải là, tại vì đồ đẹp thường thường mình mua món đồ nó cũng phải mắc tiền rồi. Anh em xem kênh nhớ bấm like để đăng ký kênh, và đăng ký kênh anh em bấm cái chuông nó sẽ thông báo tất cả video mình mới cập nhật qua cho anh em nha. Anh em nghe rõ hình thức mua bán giúp mình và cố gắng nghe kỹ những gì mình nói khi trong sản phẩm, và đừng có hỏi vòng vo. Cái ông lúc anh em hỏi vòng vo, nhiều người khách hàng người ta đã chốt hàng rồi, thì anh em nào chốt hàng mình ok rồi thì vui lòng gửi cái địa chỉ ghi rõ ràng xã phường huyện tỉnh giúp mình nha. Rồi mình bán hai hình thức mua bán là một là chuyển khoản là mình bao ship hết tất cả mấy món đồ hôm nay anh em nhận hàng không có trả gì nữa nha. Hai là ship COD. Ship COD thì anh em vui lòng cái đặt cọc cái thẻ cào Viettel 50 giúp mình nha. Rồi hôm nay mình có hai mấy món đồ thôi, đa số đồ pin với có mấy món đồ điện đồ pin nhiều hơn ha. Đầu tiên là cái số 1 là cây thước thủy hiệu đây nha, anh em nhớ kỹ nghe rõ và chú ý giá với mình nha. Số 1 giá 500k nha, ngày 13 tháng 7 anh em nhớ ngày giúp mình nha. Thì đó, cái này là của gạch money của Đức nha nè. Đó, cái này là 1 thủy 2 thủy nè, dưới đây là 500 nè. Cái đường rãnh này là đường rãnh phay luôn nha, cực kỳ đẹp. Cây này còn khá là mới luôn á, nước sơn màu vàng rất là đẹp. Đó, bác của Đức đàng hoàng nha, đặc biệt cái này nó có tia laser. Đó, tia laser mà mình không biết nó rọi gì. Cái này mình mua hai viên pin tiểu mình bỏ rồi nha, đây thì nó hơi khó quá. Đó, nó bị lỏng dây à, nó hết pin nè, nãy mình bấm lên nó còn chạy ha. Thì cái tia laser đó, tia laser lát mình sẽ rọi, mình quay, mình gửi qua Zalo cho anh em coi ha. Đó, cái này đây là tia laser của nó trong đây ha, công tắc on off ha. Hình như mình tháo pin ra rồi hay gì á, đây sáng rồi nè ha, công tắc nó bị lỏng đó. Thì có tia laser ha, đó, anh em chú ý rọi cái đường màu đỏ dưới nha. Đó, đây đó, mình không biết nó làm gì. Cây này thì còn khá đẹp, gần giống như mới luôn, chưa xài ha. Tắt nè, anh chú ý mình tắt ha. Đó, mở lại nè, công tắc nó bị lỏng nha nè. Đó, mình sẽ kiểm tra công tắc đây ha. Đó, thì cái này sáng rồi ha, cây này cực kỳ là nặng luôn á, nguyên cái đây đường phay đánh đặt ha, cây này cực kỳ nặng. Đó, ở đây nó tổng chiều dài nó 40 ha, chiều cao nó là 50. Đó, cái chiều dày này nó là 20. Có 500 hết đàng hoàng nha, 500 hết rất là mạnh. Ở đây, ở dưới đất đây nè. Đây ha. Đó, mạnh lắm. Đó, khi mà nó lên cái độ bằng nó sẽ hết rất là mạnh ha. Đó, 500 hết dưới đất đây. Hai miếng. Đó, anh em nhìn chú ý cái thước rất là đẹp ha. Đây thì nó bị rớt mất con ốc rồi. Con ốc này để rút ra chúng ta dặn cái đít để thay pin ha. Đó, cái đít đây để thay pin, hai viên pin trong đây. Đó, cái này công tắc nè, nó hơi bị dơ ha. Đó, công tắc đây. Ừ, công tắc bao với anh em là còn sống cái tia laser rồi nha. Đó, thì đó, nó chỉ bị rớt mắt ngóc đây thôi chứ không có gì hết. Đó, đây nhìn còn khá là mới ha. Đó, quá là đẹp. Máy tinh kịch money đàng hoàng ha. Đó, hai thủy còn sáng bóng ha. Đây, bên này cũng vậy. Đó, thì cái này số 1 giá bán là 500k cho cái thước thủy này nha anh em. Rồi, số 2 là một cái cưa gumboy. Cây này 2 tấc mốt nha, cây này còn khá là đẹp nên mình bán giá 250. Gumboy made in Japan đàng hoàng nha. Số 2 giá bán là 250. Đó, anh em nhìn cán ha, cái nắp còn bóng ha, cán là không dính dơ luôn ha. Và đây về gom boy ha, 2 tấc mốt, xin kinh mấy da băng nè ngoài ha, lưỡi còn đẹp. Ừ, có hai nấc tăng chỉnh nè, lưỡi hai nấc tăng chỉnh ha, lưỡi 2 tấc mốt, luôn cán là 4 tấc 4 tấc 2 vậy ha. Đó, cái chữ gom boy này còn luôn ha, anh em nhìn ha. Đó, nó hơi bị chói quá. Đó, xin kinh gom boy ha, 2 tấc mốt. Đó, thì tổng luôn cái thể cán của nó, cái này mình bán cũng nhiều rồi nha anh em. Rồi nó 4 tấc 4 luôn lưỡi cán, ở đây nó có bị dính dơ tí nha, mình nó chưa đánh luôn nè. Đó, dính dơ nè ha,
có cái cây này thì đẹp, lưỡi thì đẹp, dính dơ tí thôi đó, khá là mới luôn á, chữ anh em nhìn gom boy còn y thịt ha. Rồi thì cây này mình giá bán là 250 ha. Rồi số 2, số 2 một cái gom boy giá 250. Rồi số 3 là mình bán luôn một cặp kéo tỉa nha anh em. Trong ngành bonsai anh em sẽ biết một cây thép đen, một cây thép trắng ha. Đó, hai cây mình bán một cặp nha, giá 450. Số 3 mình quay cây thép trắng trước cho anh em coi ha. Đây, mình sẽ gỡ ra. Rồi, nhớ kỹ nha, số 3 là 450. Đó. Cây thép trắng thì chữ ha. Chữ hai bên luôn ha. Anh em nhìn ha, bên đây có quy dòng chữ, bên đây quy dòng chữ nữa ha. 4 5 chữ ha, bên đây có hông ha. Thì mình đo tổng chiều dài đi rồi mình sẽ mở cái phần lưỡi cho anh em coi ha. Tổng chiều dài nó là 18, cái phần lưỡi cắt nó là 40 ha. Đây. Cái này mình lấy bãi về sau mình để về nha, mà toàn mình chưa có mài, chưa mài dũa, nói chung cái này mình không biết ha. Đó. Không biết mài dũa, cây này thép trắng nha. Kéo tỉa thép trắng. Không có gì cắt thử ha. Thử cái này nó đứt không biết. Bọc thì nó cái này nói chung nó khó. Cái này nhưng mà rời vô rất là bén đó, chưa mài dũi hết nha. Đó, cây này chữ không, cây này size là size 18 nha. Đó, lấy cây thứ hai. Cây thứ hai thì nó còn luôn cái bao bì nè, bao da ha, gỡ ra. Cây này thì thép, cây này thép đen đó, mình chỉ cào cào cái phần chữ cho anh em thấy thôi, chưa chà giữa luôn. 19,5 mình gọi là hai tấc nha. Đó, thì cái phần lưỡi ra, lưỡi cắt của nó là 50 nè. Đó, thì ở đây nó sẽ có một cái dòng chữ ha, cây này đánh nó cũng đẹp, mình chưa có vệ sinh gì hết nha. Đó, một dòng chữ một bên thôi. Đó, đây cũng chưa mài dũa luôn nha. Đó, mình không biết mài dũa đó, thì phần lưỡi anh em chú ý nhìn kỹ giúp mình ha. Đó, không mẻ không gì hết nha, lưỡi mình rời vô thì cảm thấy là bén. Đó, cặp này đó thì một cặp nha, bán giá là 450. Đó, anh em chú ý nhìn cái hình này ha. Đó, hai cái loại này khác nhau, sai nhỏ sai lớn nha. Ở đây con này cũng có bao da đậy vậy luôn. Nó thì gài đậy. Rồi, số 3 giá là bán là 450 nha, cho cây thước cho cặp kéo tỉa bonsai ha. Rồi số 4 là mỗi cần siết hai, cần siết 4 đầu có tự động nha. 4 đầu có tự động. Có lắc béo luôn nè, tự động đảo chiều lắc béo luôn nha. 10 12 13 14 nè, của sinh cây nha. Cây này còn đẹp, mới lấy về sáng cũng chưa vệ sinh luôn đó. Nhảy nha, đây. Đây, đảo chiều dặn về là không có nha, đảo chiều đó, của sinh cây ha. Đó, 10 12 13 14 ha, bên đây cũng vậy, sinh cây dính dơ tí nè. Đó, cao su còn liền đạt đầy đủ hết. Thì cái cây này có tổng chiều dài của nó là 17,5 ha. Giá bán cái số 4, cái cần siết 4 đầu này giá 250 nha. Trời đang mưa anh em thông cảm nghe rõ giúp mình nha. Rồi, cây kìm mẫu quả mới luôn, gần giống như chưa xài rồi đó, mới tin anh em nhìn ha. Đó, mấy in sao băng đằng ngoài ha, số chờ mọc chữ dùm lum hết đây nha nè. Đó, ở đây thì có một khuyết điểm nhẹ ha, dính dơ nè. Đó, muốn dập cái cao su nhưng mà cao su còn liền lạc hết nha. Ở đây cũng vậy, có chút xíu ha. Đó, cây này thì bao với anh em mà đẹp luôn, sáng bóng ha. Tổng chiều dài cái này như 2,5 tấc quá, đúng rồi 2,5 tấc ha. Đó, cái này màu xanh, mét in sao băng đàng hoàng ha. Đó, ngàm mở tối đa rất là bự nha nè. Đó, nhìn ngàm đó nha, chưa có dấu kẹp ngày nào ha. Đó, mới tinh đây ha, hơi bị chối đó, ngàm mới tinh ha, chưa có dấu kẹp đó. Thì cái này có giá bán là 180.000 nha, số 5 đó. Rồi số 6 số 6 là một cái máy mài mini nhỏ, con này dòng tua lẹ lắm nha nè, ghi ở đây cái gì tới 10.000 ha. Đó, số đây số 10.000 ha. Con này cái ổ điện mình mới vừa hư ha, ai mua con này thì mình sẽ gửi qua Zalo mình test sau ha. Gerson ha, Gerson đây nó có cái tem nữa mà rớt mắt mẹ nè. Đó, thì con này chạy ok nha, đá zin còn, bên này cũng có cục đá luôn. Thì con này nó có luôn cái miếng chặn để nè, bảo vệ văng vô mắt hay gì ha, có cỡ đây còn, còn bên đây là nó vậy nha nè. Nó không có gì hết nha, không xài nữa thì bẫy lên đó, cục đá này còn luôn nha. Ở ngoài đây nó có cái nắp đậy mà nó có cái đường tán để dặn răng gì ở đây ha. Đó, để nó quay gì nữa mình không biết. Con này mình test chạy nha. Đó, con này có điều tốc luôn nha, điều tốc luôn, dặn tóc nó lên tối đa nó ghi đây 10.000 mà không biết phải không. Ở đây thì có cái tem này còn, chữ Nhật thì của Đài Loan mình biết. Thì cao su ở đây, cái su của chân nè, nó bị rớt mắt hết con à. Anh em chú ý giúp mình nha, cái này cũng nặng lắm, máy mài mini nhỏ.
sẽ đo cái thước sơ sơ cho anh em coi thôi. Con này đó, nó 14,5 nè, đó cái này là 11,5 nè ha. Chiều cao của nó nè, chiều cao từ ra đến đít nè, nó 13 ha. Đó thì con này có giá bán cái số 6 là 700.000 nha nè, số 6 nha, giá 700.000 cho cái mài khuôn mini này ha. Cái này còn khá đẹp, đủ đá đủ gầu, dây riêng còn luôn nha. Đó rồi, số 7 là mình bán luôn một cặp, một cặp pin Hitachi pin tròn. Hitachi pin tròn 14V đó, hai vỏ pin nha, mình mở ra cho anh em coi thôi, còn nhận sạc pin nha, còn xài ok, 14V đó. Đây thì hai vỏ này mình bán giá là 550 nha, còn mua lẻ thì giá khác nha anh em, chứ không có giá mà 550. Hai viên mà chia ra bán một viên thì giá là một nửa tiền nha, hai viên thì giá 550, một viên giá khác nha. Đó thì pin bên trong nè, mình mở cho anh em coi rõ ràng ha. Cái này đó, pin thì còn đẹp, không dính nước ha. Đó, anh em nhìn nè, xe này xe lớn nha anh em, 26850 nữa. Đó, 4 viên ha. Mà còn nhận sạc pin, bao với anh em là còn nhận sạc pin hết nha. Đó thì ai mua mình sẽ gửi clip test qua Zalo sau ha. Cái này lát mình sẽ gài lại. Đó, cục này nữa cũng vậy luôn. Đó, xeo còn đẹp, không dính nước ha. Đó, xeo đẹp không dính nước, mạch nhận sạc pin hết luôn ha. Đó, thì cặp này mình bán giá là 550 nha, hai viên. Đó. 550 hai viên nha. Rồi số 7 giá bán 550 cho hai viên pin lithium ha. Pin này pin lithium 14V ha. Xài cho máy pin chọt. Đó. Số 7 giá 550. Rồi số 8 là một cái đèn. Một cái đèn hiệu XK11, bóng này bóng led nha, chưa mở chưa gì hết luôn. Chắc sạc nó đây. À, thì ai mua mình sẽ gửi clip test sáng đèn đây cho anh em coi nha. Còn con này pin lithium hay niken mình cũng chưa rõ nó, tại mình chưa mở luôn. Đó. Bán con này kiếm ly cà phê thôi. Số 8 giá là 280.000 nha. Đèn led, cái này cực kỳ sáng, mình thấy nó sáng. Đây thì có móc luôn, có móc để anh em móc vô luôn ha, không xài nó ốp lại. Đó thì tổng vô đây nó là 32 ha. Một tắc on off có giá sạc sẵn luôn, về anh em chỉ cần rút này ra là biết nó máy xe pin hay chổng ha. Pin lithium hay niken gì ha. Rồi cái số 8 này giá bán 280.000 nha. Rồi số 9. Số 9 là một cái cây máy cắt cỏ hiệu Boss nè. Đó, pin lithium ha. Pin này pin lithium có sẵn, về nó chạy luôn, có giắc sạc luôn, mình hết sạc rồi. Đó thì con này hiệu Boss ha. Boss 3.6 pin lithium ha. Con này nó ghi hình như là made in gì nè, China hay gì á, cái chữ nhỏ xíu này mà nó mắc hình miếng này mình không thấy rõ nha. Nhưng mà lấy con này về nó sống luôn, cắt cỏ con này thì cũng còn đẹp, ngoại hình còn đẹp á, Boss ha. 3.6 pin lithium, anh em về ai có sạc thì mở ra làm cho sạc xài ha. Khi bóp là phải đè này vô mới bóp được nha, còn để không nó gài chế độ an toàn không bóp được. Thì con này cái máy cắt cỏ mini đó, số 9 giá 280.000 đó. Thì cái này anh em đè này xuống nha, rút lưỡi ra đó, đè này xuống, rút này ra thay lưỡi được rồi, rút này xuống đó. Ha. Trong đây còn đẹp. Xài nó là đẩy lên thôi chứ không có gì hết. Đó, đẩy lên đó, dính lửa ha, nguy hiểm nha nè, này để tay có thể đứt, này dính dơ thôi nha. Đó, mình chưa chùi rửa hết, mới lấy về luôn. Đây. Rồi, giá bán số 9 280.000 cho cái máy cắt cỏ mini này ha. Rồi số 10 là một cái đế, cái đế từ pin 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 chuột qua pin chọt 12V nha, mới lấy được hồi sáng luôn. Đó, đế riêng của bãi nha, giá bán trong đây là nó có bộ mạch sẵn trong đây nha nè. Giá bán số 10 một cái đế, số 10 giá 300k nha, từ pin chuột qua pin chọt 12V, pin chuột là 14V nha, đây có ghi nè. Đó, 14V sang 12V, pin chuột 14V sang pin chọt 12V ha. Đó, cái này nè, ngoài bãi nó bật bốn sẵn, bốn ngóc này luôn à. Đó, cho mình luôn. Giờ mình sẽ làm á, mua cái đế này. Rồi số 10 giá bán 300k cho cái đế chuyển này nha. Rồi số 11. Số 11 là một cái đồng hồ kẹt ampe dành cho điện lạnh nha. Con này có đo AC thôi, không có DC ha. Điện lạnh với lại đo thông mạch hay đo hôm gì ha, kẹp ampe được ha. Con này dây luôn, có dây luôn. À, mới mua dây rồi tặng kèm cho anh em không? Công dây này không mua 50.000 nha anh em. Pin thì còn luôn. Rồi số 11 giá bán 600.000. Con này nó đề là made in Thái Lan ha. Rõ ràng bên trong thì còn đẹp. Đó.
ruột gan không có dính nước gì hết ha. Con này thì hoạt động ok rồi đó, lên nguồn ha. Đó, cái này mình đang để chế độ là đo AC volt ha, cái này là để kẹp ampere nè ha, đó anh em kẹp ampere đó. Cái này là cho chế độ này, con có kêu không biết đó, chế độ này giống như đo thông mạch nó kêu nha nè, à kêu ha, đó kêu ha, đó đây nó có ghi nè không nè, có AC volt thôi nha, không có DC volt, dành cho anh em xài điện lạnh. Cái này thì kẹp ampere, còn ở đây nó có thêm một cái nút gì nữa ha, mình không có rạch cái này đó. Cái đồng hồ này còn khá là đẹp, có dây luôn nha, này mới mua đồng dây đó, sự hiệu nó đây hay gì nè, đời 2017 luôn hay gì đó. Hàng này hàng bãi nha, giống anh nè, mình không có mua hàng ở đây về mình bán tào lao cho anh em nha. Rồi thì cái này giá bán là số 11 600k ha. Thì hôm nay mình cũng vô tình mình lướt cái Zalo nữa, mình thấy có cái kênh này, có cái anh này bán đồ cũng rẻ, mình chỉ anh em vậy thôi nha, chứ mình không có liên quan gì tới ảnh hết. Mình cũng chả ăn cắt mặt nào của ảnh đó, mình cũng chưa được gặp mặt ảnh đó. Mình thấy cái kênh này bán đồ rẻ thì mình chỉ cho anh em thôi ha. Đây đó, kênh này là kênh chế vật đi viết gì nha anh em đó. Đây clip mới đăng hồi sáng nè, 13 tháng 7 ha, số điện thoại rõ ràng đó. Đó, hôm nay nó quay tiếp cũng thấy mình thấy rõ ràng ha. Đó, anh em nhìn ha. Bán máy thổi bụi ha. Máy khoan đầu quát gì ha, tùm lum nguyên combo này ha anh em. Giá khoảng 3 triệu ha. Đó. Đó, đầu quát hay gì ha. Đó. Đó, thì anh em có muốn mua đồ rẻ thì mình thấy cái kênh này bán đồ rẻ nha. Đó, mình chỉ anh em sơ sơ thôi chứ mình chả liên quan, mình chả biết ảnh là ai nữa, vô tình mình lướt thôi. Hôm nay ngày 13 tháng 7 mình sáng này mình lướt đi rồi uống cà phê, mình lướt mình thấy cái kênh này bán đồ rẻ, đông người đó, tám mấy ngàn người luôn ha. Nguyên bán một mấy bộ combo 3-4-5 máy gì á mà có giá có 3 triệu, nãy mình coi thử thôi đó. Mình chả có quen biết gì, ảnh thấy bán đồ rẻ thì mình chỉ cho anh em thôi ha. Tiếp tục tới cái số máy rồi mình chả nhớ thì sọt cho cái đó ha. Rồi tới số 12 ha, là một con Magita 132 này, con này còn cực kỳ đẹp nha, không trở thang nha anh em. Đó, lấy bãi con này mình mở ra kiểm tra rồi nha, từ gòn xanh ôm ruột còn mới tinh, bảo đảm với anh em 100% thì là mới luôn, cao su còn ha, chữ BL ở đây còn luôn nè anh em nhìn ha. Thì ở đây nó dở lên về anh em sẽ dán keo rồi nha. Đó, mình chưa dán keo luôn, chưa có bung tróc miếng cao su nào cả hết nha. Con này có dây đeo đàng hoàng, thân máy vỏ pin nha nè. Đó. Đó, con này con số 12. Đó, thân máy vỏ pin nha, nghe kỹ giúp mình nha, đẹp. Đầu còn cứng ha. Đó, cao su này đủ luôn, thân máy vỏ pin. Con này vỏ pin 3A nè, vỏ pin này còn đẹp quá trời, mình chết ha, đánh dấu ít mua về chết. Mua 200 về bán lỗ. Đó, thân máy vỏ pin, con này là thân máy vỏ pin giá 1 triệu nha nè. Bạn đi 132. Đó, thì bàn phím còn đầy đủ hết nha, không có mắc gì hết nha. Đó. Thì mình sẽ mượn cục pin này mình test cho anh em coi ba chế độ nữa ha. Đây. Mình đang chạy số 3 nha anh em, chú ý giúp mình nha, điều tốc nè. Đó. 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 Chạy ngược rồi ha, đầu dính dơ chưa đánh luôn. Đó. Điều tốc còn ngược hết nha. Rồi số 2 nè. Ơi số 1 nè. Đó, số 2 nè. Đó, đèn led tắt là mà được nè. Đó. Đây thì mình sẽ test búa cho anh em coi nha. Tê hết cả tay. Rồi thì con này số 12 ha, thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin giá 1 triệu nha anh em. Rồi, nghe kỹ giúp mình nha. Trời đang mưa anh em cố gắng nghe kỹ giúp mình nha, mình cố gắng nói lớn lắm mà. Số 12 giá 1 triệu nha. Rồi, số 13 tiếp tục là số 13 là một cái cây này Natiunan nè. Con này màu này cũng hiếm nha anh em, đẹp. Đó. Màu xanh đó. Đó, EZ7543, tem còn ok ha. Đây dính dơ cũng chưa chùi luôn nè. Đó. Dính dơ, con này Natiunan ha. Mét đời này mét ra băng này hoài nha anh em. Đó, còn đẹp 14V nha. Đó, đầu thì còn cứng luôn, không rơi, không trở thang luôn nha. Đó, ba cấp chỉnh với cấp đèn led. Cái này là một cái vỏ pin 3A luôn nha anh em, 3.3A, hai hàng keo nha. Có hai hàng keo.
thì mình bán chung luôn. Đó, máy với máy vỏ pin là giá 1 triệu luôn nha. Đó, thì mình sẽ mượn cục pin 6A này mình test cho anh em coi ha. À, cục pin 14 này mình test cho anh em coi ha. Đây, đàn mình đang chạy số 1 ha. Đó, thì anh em bấm số 3 để mình nhìn cái điều tốc cho anh em coi ha. Còn mượt ha, con này cực kỳ êm ru luôn. Còn khá là mới mà. Rồi, số 2 nè. Đó. Số 1 nè. Đó, số 3 nè. Quá là im luôn. Rồi, đèn led có luôn nha. Đây là đèn báo pin. Rồi, test búa cho anh em coi luôn ha. Búa cực kỳ mạnh. Đó, thì con này, cục pin này lát mình bán luôn nha nè. Cục pin này đẹp ha. Đời 2019 rõ ràng luôn. Pin 4.2A. Mở cho anh em coi luôn. Lâu lắm mình mới lụm được pin đời 2019. Nó mới xài không bao lâu hết bỏ. Rồi, con này thân máy vỏ pin nha. Số 13, thân máy vỏ pin giá 1 triệu luôn. Con này còn cực kỳ đẹp ha. Đó, tay còn đẹp ok ha. Đầu còn cứng ngắt. Chạy anh em kỹ nó chà rửa vệ sinh rồi sạch sẽ lại ha. Rồi, số 13 giá là 1 triệu ha. Rồi, số 14 là con Magita 171. Đó, con này tem thì cũng còn đẹp nha. Cái này bữa mình có mở ruột rồi, giờ mình bán nè, có giá bán nè. Đó, dòng tua tối đa của nó tới 3.800 luôn anh em nhìn chuối nha. Đài mét ra băng nha. Cái tem dưới đây còn nè, mà cái miếng miếng trắng nó dở dở thôi chứ không có gì hết đó. Mét ra băng này quạt ha, hẳn thôi. Tem thì còn đẹp ok hết nha. Đó, từ rin mặt trên hoàn toàn chưa sửa chữa hết. Đó, chữ BL ở đây cũng còn. Mắc chút xíu, cao su ha. Cao su có luôn ha. Bữa không có cao su giờ có cao su luôn ha. Chụp mica đầy đủ. Cái này nó xài một đạn, đặc biệt nó xài một đạn ở đầu còn cứng ngắc nha anh em. Đó, giá số 14 2,5 triệu nha. 18V. Magita 171 mét ra băng nha. Mình sẽ mượn cục pin mình test. Đó, pin 14V. Đó, con này là nó nhiều chế độ nha. 1 2 3 4, bên đây là 4 số nha. 1 2 3 đây 4 số nữa. Có cấp lực chỉnh lực trên còi, anh em chú ý cái điều tốc với mình ha. Đó. Đang chạy số 4 điều tốc ha. Đó, thì anh em nhìn đây nha, có chỉnh lực trên còi nè. Mình chỉnh đây nè, mình bấm đây sẽ nhảy cho coi số ở dưới không. Đó. Đó, số 3 nè. Đó, số 2 nè. Số 1 nè ha. Test búa cho anh em coi. Mạnh lắm nha, con này đốt pin 14 như làm tua rất là cao. Đó. Mình test chỉnh bàn phím dưới cũng ok hết nha anh em. Đó, rồi số test số 2 cho nó. Rồi đây là đèn led, hai led siêu sáng. Đó, để mình qua tới cấp độ bên đây ha. Đó, cấp độ đây đang chạy số 2 tay mình ha. Đó, có tua ra vô nhanh chậm đồ đầy đủ hết nè. Đó. Thì con này mình bao với anh em là quay hình bao zin hết nha. Con này cũng còn khá là đẹp, màu đen, xài ít dơ nữa. Đó. Rồi, thân máy giá 2,5 triệu nha anh em. Số 14 thân máy giá 2,5 triệu nha. Rồi, số 15 là một con Hitachi. Đó, số 15 nè, giá bán là 1,3 triệu nha. Đi kèm nó pin 6A luôn, còn nhận sạc pin nha. Pin 6A còn nhận sạc pin ha. Cục này mình quên mở rồi, xe bên trong thì cũng còn đẹp. Đó, hiệu nè, 14 DBL ha. Đó, con này thì nó, con này thường nó chết nhiều, mà hên lụm con này về sống cũng còn đẹp ha. Bên trong còn đẹp hết, con này còn khá là đẹp luôn á. Nó cũng màu đen luôn nha. Đó, tem bên đây còn đầy đủ hết. Đó, số móc còn đầy đủ hết nè, này là số cũng đầy đủ hết nha. Đó, mình bán cái này, máy với pin là 1,3 triệu nha. Dạ, pin 6A đàng hoàng nha, 4 cấp chỉnh nè, 2 số 3 số 4 nè. Đây là báo pin, bên đây nó có hai chế độ gì nữa nha nè. Đó, ngắt lực hay ngắt gì đó, rút pin như mình test luôn nha. Đây đang chạy số 4 nè, điều tốc nè. Đó. Đó, điều tốc anh em nhìn kỹ dòng ý bánh nha, đảo chiều nè. Cực kỳ êm luôn, còn khá là mới nha. Đèn, đèn nó tắt rồi ta. Báo pin ha, còn ha. Đèn nó bị kẹt gì nó không cháy nè. Đó. Nó không cháy. Đây là cái nút đèn mình bắt lại thử coi. Ổn nè, đổi chế độ sang bên đây ha. Đó. Đổi chế độ sang bên đây. À, đèn này nút đèn đây. Quên. Rồi, đèn còn cháy ok luôn nha anh em. Đó. Chỉnh sang chế độ khác ha. Con này cực kỳ nhiều chế độ nha.
Đó thì mình sẽ test búa cho anh em coi luôn ha. Số 2 đi. Thắng đều tóc rồi còn ok hết nha. Đó, cực kỳ mạnh luôn. Đó, tôi chạy ra nó cực kỳ mạnh ha, tôi chạy vô nó yếu rồi không? Đó. Thì con này cực kỳ là ok ha. Rồi máy với pin mình bán giá là 1,3 triệu nha. Ai mua mình sẽ gửi clip test sạc sạc pin qua cho cục pin 6A này cho anh em coi ha. Đây, pin 6A ha. Con này móc dây đeo đầy đủ ha. Pin Hitachi 6A pin 14V ha. Rồi giá bán cái số này tắt đèn ha. Số 15 này giá 1,3 triệu nha anh em. Máy với pin nha. Rồi số 14. Thôi số 16 chứ. Rồi số 16 là cục pin này mình bán giá là 600.000 nha. Pin này còn khá đẹp, khá là mới đó. 14 4.22 nha. Cái nắp này mình sẽ để cho anh em coi thôi, tại cái nắp mình nó bể rồi, mình sẽ lấy cái nắp khác mình gắn vô ha. Cục này là được đời 2019 ha, mới tinh luôn. Đó, hiếm lắm mình mới lượm được cục đời 2019 đời cao vậy ha. Đó, thì đây. Đó. Còn khá là mới ha, xem đây còn đầy đủ luôn. Đây dính sơn vậy đây dơ tí nè, đó. Thì cục này mình bán giá là 600.000 nha. Cục này đẹp đời cao nữa. Đó thì mình sẽ mở thử không. Đó cái này cục này nãy mình có test máy chạy cho anh em coi rồi, bao nhận sạc pin ha. Cục này giá bán là số 16 giá 600.000 ha. Mình để cái nắp này chủ yếu là mình cho anh em coi cái đời đó thôi nha, đời cao. Chứ mình ra thay cái nắp khác cho anh em coi, tại cái nắp này nó bể ha. Đó anh em chú ý thay cái nắp khác vô, nắp khác cũng còn mới lắm nha, bảo đảm với anh em là mới. Đó đây, đó xe 4.2 ha, 4.2 là xe thường nó màu này ha. Đây nó đẹp không dính nước nào luôn ha. Đó anh em nhìn ha, này còn khá là đẹp. Trên mặt nó thì nó ghi đời hai, mặt nó ghi 2018 nha nè. Đó nhưng mà rõ thật sự 2019 nha. Đó thì cái này ở ngoài để ngoài số 16 nha, lát mình gắp lại sau. Giá là bán là 600k cho cục pin này ha, cực kỳ đẹp, đời cao nữa. Hiếm lắm mới lượm được cục này. Số 16 giá 600 nha. Rồi số 17. Số 17 là một cái cục sạc 81. Con này còn pin còn khá là đẹp, không bể mẻ gì hết nha. Đó thì anh em nhìn giúp mình nha, chưa có vệ sinh gì luôn. Nhưng quả về sạc bị cắt đứt dây luôn nè. Đó, cái cục sạc 81 này sạc tất cả dòng pin luôn nha anh em. Pin chuột, thêm vàng, thêm đỏ thì sạc được hết luôn nha. Đó. Thì từ 10V 8 đến 18V nha. Ai mua mình sẽ gửi clip test qua Zalo sau. Tại cái dây điện mình hôm nay nó bị đứt rồi, mới vừa đứt xong. Rồi số 17 giá bán là 650 nha. Thì ai lấy chung cục sạc với cục pin này là mình bớt 50.000 là giá 1,2 triệu nha. Đó, 1,2 triệu. Đó, còn lấy cục pin nó không 600, còn cục sạc là giá 650 nha. Tại vì sạc 81 mua nó chết nhiều quá. Đó. Con này sạc cục sạc 6,3A nè, điện 100V nha. Anh em lưu ý nhớ kỹ giúp mình nha. Đó, bốn cái cao su này nó còn luôn ha. Đó. Tem thì còn khá là đẹp rồi. Đó, thì giá bán cái số 17 này cục sạc 81 giá 650 nha anh. Rồi. Số 18 là một cái cây mát bán hành lý chạy ok nha, giá 600 cho anh em lấy phụ tùng, sáng mới mua về sao nó bị cắt đây nè. Đó, nó bị cắt đây nha, vẫn còn xài bình thường. Đó, xài hoạt động chạy full chức năng luôn mới ghê chứ. Xấu nha, cho anh em lấy phụ tùng giá 600 ha. Số 18 giá 600, con này là đời 143 nha anh em, đầu còn cứng nhắc nha. Đó, đây mình sẽ test luôn, đút vô nè. Đèn led là còn luôn nha. Đó, mình chạy đang chạy chế độ đây nè anh em chi, với mình ha, tua chậm ha. Thử con này có ngắt lực không? Đó, ngắt lực ha. Đó. Tự động ngắt lực ha, mình chuyển qua chế độ bên đây nè. Số khác nữa không? Đó. Phút số chức năng nha anh em dưới nha, số nữa không? Chạy nè. Đó. Đó, đó, 4 số là 4 cấp ha. Mình coi chế độ điều tốc cho anh em coi nè. Đó. Đó, đảo chiều rồi ha. Điều tốc còn ha, thắng ok hết nha. Đó, đầu con này còn cứng nha nè. Đó. Rồi, con này chỉ thân máy thôi nha. Anh em chú ý nha, nó bị cắt khúc này nha. Đó. Ai kỹ thì về dán keo ở đây lại xài luôn, để về xài. Rồi giá là 600 ha, số 18 giá 600. Đó, mới mua về sáng luôn, giờ màn hình chưa mở ra gì hết, chạy phút chức năng mình để luôn. Rồi số 18 giá bán 600 nha. Rồi số 19.
Số 19 là một cái con máy mài Vini 7.2, đá này còn mà nó hơi bể tới đá rin. Đó, Magita ha, 7.2. Dòng tua nó 5.000 mấy, nó ghi gì đây ha. Em thì cũng còn đẹp, con này có vỏ pin luôn. Đây, con này thì ai mua mình đi gửi clip test của Zalo nha, các bạn gửi clip test Zalo. Đó. Ok. Đó. Thì đây, đó. Lưỡi nó gắn bằng một cái lục giác để thay đá đâu nha nè, nút bóp công tắc nó đây. Con này trước cũng bán nhiều à, nay mới lượm được con này chà rửa là còn đẹp nha, Magita 7.2. Rồi giá bán máy mài mini nhỏ này, giá là 7.450 nha, số 19. Rồi số 20. Số 20 nè, số 20 là một cái máy này à. Một máy với một pin thôi nha anh em, pin zin còn nhận sạc nha. Đó. Máy con này Magita, con này tem còn đẹp nha, đó. Magita con này có búa nha, 090 nha, 10.8. Đó, đẹp, cao su còn ha, đó, cao su nó về thôi. Con này còn đẹp, máy với pin, đó, test cho anh em coi thì tóc nè. Test búa luôn nha. Con này màu xanh còn đẹp, đó, đây nó ghi chữ gì nè, đó, đây cũng vậy nè. Đèn còn ha. Thì con này mình cái vỏ pin này thì nó còn sống mà nó gãy hết bên rồi. Mình sẽ tháo cái nắp đích này, cái nắp đích của cái vỏ này qua đây ha, cái vỏ pin này chết ngắt. Đó, vỏ này cũng còn đẹp, vỏ này còn đẹp. Đây lột cái này ra, cái keo, con keo Nhật nó tới dưới còn đẹp nha. Mình sẽ gỡ cái nắp đích đây nha. Máy với pin zin ha. Máy với pin zin. Đó, cái này hai cái móc này còn đầy đủ nha anh em. Đó, con này 10.8, con này còn đẹp nha. Giá bán là 650, máy với pin nha, máy với pin zin nha, còn nhận sạc nha. Số 20 giá 650. Đó. Anh em lưu ý nha, để giúp mình nha. Rồi số 21 là một cái con này ha. Con này là 10. Con này là nó là Magita nha, 14V pin trượt. Pin trượt này là nó khác pin trượt này nha anh em. Nó cái dòng này nó tài khác pin trượt nha. Con này, con này đặc biệt là có búa ha, ba chế độ có búa của Phan Thường ha. Đây. Mình sẽ test chế độ búa cho anh em coi. Con này là mới lấy về chưa vệ sinh luôn nha. Đó thì nó hơi nặng tí nè. Hơi nặng thôi. Đây quà ha, búa ha, mình sẽ kẹp vô mình test thử luôn này cho nó dễ. Đó thì mình sẽ mượn cục pin li-ông này mình test ha, 14V. Đây cộng trừ đây ha, ngược cực là nó sẽ cháy ra nè. Đây đó, chân cộng nó là, chân cộng nó là nằm bên đây ha. Đó, chân cộng nằm bên đây ha, chân cộng nó nằm bên một dây ha. Con này nó nghịch pin với Magita luôn nha, nó không Magita nhưng nó nghịch cái pin thường mình xài ha. Thì đây test máy chạy ha, đó đều tóc rồi ha, lỏng pin ha, ở đây lỏng pin ha. Đó, tua này tua chậm hay tua nhanh? Tua chậm mà mình chạy lại tua nhanh ha. Con này kẹp nguồn khó quá. Đó. Đó. Chưa vệ sinh gì hết nha anh em, test búa cho anh em coi sơ thôi nha. Đó, bảo đảm cho anh em là búa chức năng hết nha. 550. Rồi, dặn qua chế độ khoan, khoan thường thử coi có búa không nha. Đây. Đó. Số cấp rồi còn nhẹ ha, cái này thì nó dính dơ. Đó. Còn ok đó nha, mình chưa vệ sinh cái con này đâu nha anh em. Đầu thì còn nhẹ nhàng luôn nha. Đó, có dính xét đây tí, mình chưa có đánh luôn. Mới lấy về sáng luôn. Điều tóc đảo chiều rồi còn ok hết ha. Đó, con này, đó. Giá bán cái này số 21 550 nha. Con này đặc biệt có búa nha, tem nó đây nha nè. Đó, tự nhiên nó bị cắt đây thanh biến nha anh em, chú ý nhìn nha. Đây, đời mới nó ghi là made in China rõ ràng ha. Đó, đảo chiều còn hết nè, đó, hơi nặng nè, đó. Đó, có nha, đó, đảo chiều. Rồi thì con này số 21 mình giá bán là 550 nha. Đó, con này mình vệ sinh mình bán cho 600, mình chưa vệ sinh luôn mình bán giá 550 số 21 nha. Rồi số 22 là cái cuối clip rồi nha anh em. Có cục pin 28V8 đời 2016 nha, tem vàng. Con này phải sạc 81 mới được nha anh em, sạc 80 không sạc được nha.
Đó thì mình mở sẵn ở bên trong cho anh em coi. Đây này nó ghi là made in Sa Păng đàng hoàng ha. Ở đây nó có ghi đánh dấu dính sơn đỏ đỏ gì nè, 28/28 nè. Xèo 3 chấm nha. Bên đây nó có cái lột cái này ra là cũng còn mới nha nè. Đó, nó keo nó dán chữ keo trắng gì chữ Nhật vậy ha. Đó, mở cho anh em coi còn đẹp ha, bên trong còn đẹp. Đó. Thì con này mấy cái đời dòng này nó làm kỹ nha nè. Đó, nó có đổ keo để chống nước luôn nè, tránh giữa nó ha. Cái này muốn gỡ là phải cạy lớp keo ra mới gỡ được ha. Còn nhận sạc pin luôn. Trên 32V nha, còn đẹp à, dính dơ nè, bụi dơ nè ha. Đó, anh em nhìn không dính nước gì hết nha. Đó, đây. Đẹp dính bụi dơ nè ha. Đây cũng vậy luôn. Đó, thì mạch nó, mạch pin nó có đổ keo ha. Còn nhận sạc pin luôn. Đó, con này mình bảo đảm với anh em là trên 32V ha. 28V8. Phải không? Ngược bên. Rồi. Rồi, giá bán cục pin này là 650 nha, số 22 rồi. Cũng là cái cuối clip. Rồi, cuối clip rồi mình chúc anh chị các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe nha.